Quần đảo Cook báo cáo ca COVID-19 đầu tiên trong cộng đồng hôm 13 tháng 2. Đây là du khách đến từ New Zealand và ở lại 8 ngày, sau đó được phát hiện nhiễm biến thể Omicron khi chuẩn bị quay trở về nhà. Trước đó, quần đảo Cook đã ghi nhận ca mắc COVID-19 đầu tiên tại quốc đảo này, trường hợp đã cách ly nhập cảnh hôm 2 tháng 12 năm 2021. Đảo Cook có khoảng 17.000 dân, là một trong những nước có tỷ lệ tiêm phòng COVID-19 cao nhất thế giới, với 96% dân số ở độ tuổi tiêm chủng đã được tiêm đủ vaccine.